góc nhìn của anh là như thế này đó là khách hàng người ta chỉ trung thành với thói quen của họ thôi. Thay vì họ trung thành với với chúng ta hay làm cái điều gì đó thì họ sẽ trung thành với thói quen của họ. Thì bây giờ mình cần biết là thói quen họ như thế nào, hành vi họ như thế nào và khi bạn đóng vai khách hàng để có thể nhận được những cái điều đó thì bạn sẽ biết rằng là cái khung giờ này là người ta online thì đăng bài giờ đấy. Cái khung giờ này là người ta rảnh được 2 tiếng thì mình live stream vào giờ đấy cái khung giờ này người ta chỉ rảnh có 10 15 phút thôi. Vậy mình chỉ đăng những nội dung ngắn thôi. Đúng không ạ? Bán hàng chúng ta sẽ có nội dung ngắn, nội dung dài và thậm chí là chỉ một bức ảnh nghĩa là chỉ xuất hiện vòng vài giây thôi. Đúng không? Và chúng ta cần phải thuộc được cái thói quen hành vi của 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 người tiêu dùng phù hợp với mình. Mà thời gian đầu họ phải khách hàng mình đâu? Hãy coi họ là khán giả thôi. Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng chào đón khách mời là anh Doãn Kỷ, ở founder của Ba Độ Agency, một trong những agency chuyên cung cấp giải pháp về digital marketing và vận hành tối ưu doanh nghiệp. Chào mừng anh đã đến với chapter 0 ạ. À, xin chào, cảm ơn em và xin chào mọi người À, mình là Doãn Kỷ, mình sinh năm 86 Và mình à, cũng là người à, sáng lập ra công ty DC Ba Độ ANC. Công ty mình là chuyên cung cấp các giải pháp về marketing Phần mềm, dịch vụ Một người mang đến giải pháp để phát triển doanh nghiệp đúng không? À, em rất tò mò về cơ duyên Trước khi anh có Ba Độ ANC, Trước khi anh có cơ duyên với Digital Marketing Thực ra là mình à, làm à, Ngày xưa gọi là bán hàng online Và làm từ... À, trước bán hàng online gọi là MMO thì có rất là nhiều sự tình cờ đấy là vì là mình chơi ngoài đời thôi cho nên là từ hồi cấp 3 là anh đã chơi với hầu hết tất cả các cái admin các cái forum của các trường cấp 3 ở Hà Nội và hầu như anh là mốt nghĩa là người quản lý như vậy anh tiếp xúc với cả internet và trở thành người có tầm ảnh hưởng trong một phạm vi nhỏ <laughs> từ rất sớm từ đấy thì anh thấy rằng cái việc đấy làm việc rất là tiềm năng sau đó thì bởi vì bản thân mình thi trượt đại học, cho nên mình ham mê mình chơi game, thì tình cờ thì mình chơi game thì toàn chơi cao thủ và họ trở thành cao thủ vì họ giàu, còn mình thì mình vẫn ham chơi game và mình cũng muốn có tiền, cho nên là mình đầu bán tiền trong game, thì anh thấy rằng là nó là khởi điểm bắt đầu tốt của mảng MMO nghĩa là mảng kiếm tiền online đấy, thì sau đó anh cứ theo anh cứ theo thì anh được làm ở trong phòng bán hàng online của công ty điện máy pico topke thì khi mà làm việc ở đấy thì có môi trường các anh rất là giỏi thì các anh hướng dẫn như mình thì khi mình làm bán hàng online từ hồi đấy đến giờ thì anh chỉ coi là bán hàng online thôi thì có rất là nhiều giai đoạn rất là nhiều thăng trầm thì vì cái điều đó tình cờ nên bây giờ mình đã làm cho nghề mười mấy, mấy năm rồi à, ba độ thì bắt đầu từ bao giờ ạ ba độ trên đăng ký giấy tờ là tháng 12 năm 2020 ừ. Còn sửa lại là tháng 1 năm 2021 Cũng rất là mới đúng không? Ừ, mình có cái thời gian đấy 2021-2020 thì nó cũng đang bắt đầu vào thời, khoảng thời gian dịch nữa ừ. thì Không biết là thời gian điểm đấy thì có gì khó khăn ở bước đầu tiên với anh? Thời gian đầu khó khăn nhất là bởi vì mình làm là làm bằng mồm em Chưa đăng ký kinh doanh Nó dẫn đến là khi mà mình triển khai nó sẽ tập trung vào doanh thu lợi nhuận khi mình tập trung vào doanh thu lợi nhuận thì mình chưa thể đảm bảo đời sống cho người lao động được chưa thể đảm bảo tương lai cho người lao động Những anh em đồng hành với mình được ví dụ như là bảo đóng thuế đóng bảo hiểm doanh nghiệp thì cái hồi đấy chưa đăng ký được kinh doanh cho nên là chưa làm được đến lúc đăng ký kinh doanh làm được rồi chẳng hạn thì sẽ gặp cái khó khăn thứ hai đấy là cơ sở vật chất ví dụ như là hồi đó thì khi mà mới mở doanh nghiệp ấy, thì anh tối ưu chi phí anh sẽ nhờ những anh em bạn bè có những văn phòng công ty rồi mình đến mình ngồi cùng rồi sau đó một hành trình mà mình chuyển hết chỗ này chỗ nọ Anh nghĩ rằng là những anh em đi cùng mình chắc vất vả lắm rồi Quá vất vả Và em anh quyết định rằng là mình sẽ thuê một cái nơi để mình làm cái văn phòng mình Và mình hạn chế di chuyển Còn nếu sau này di chuyển chắc là sẽ di chuyển nơi đẹp hơn Anh có nhớ khách hàng đầu tiên của mình không? Khách hàng đầu tiên đến với Ba Độ khi mà Ba Độ còn chưa có hoàn chỉnh về giấy tờ, pháp lý Anh có nhớ anh để chia sẻ câu chuyện Với khách hàng đầu tiên hay là những câu chuyện mà đáng nhớ nhất về khách hàng anh đã làm việc ở ba độ Cái khách hàng đầu tiên đấy thực ra là học viên của anh ồ oh. thì ví dụ như là anh cũng có làm đào tạo nữa thì khi mình làm đào tạo mình hướng dẫn người ta thì có rất là nhiều rào cản để họ không làm được điều đấy về kiến thức thì họ đủ còn thực tế là thời gian này rồi sức tập trung này thì họ chưa làm điều đấy và điều đấy là việc mà sẽ uh, mất rất là nhiều thời gian trong khi đó họ không có nhiều thời gian chẳng hạn thế họ thuê anh luôn làm luôn mà nghĩa là anh hướng dẫn em làm anh thể làm mẫu cho em không mà ok anh làm mẫu anh làm mẫu cho em thì em giả tiền cho anh mà ok tình cờ anh đang cần tiền <cười> nhưng <cười> Chứ mà là mình làm luôn và vâng, nhưng mà cái khách hàng đầu tiên đấy có mang lại thành công tức là những cái con số đánh dấu thành công đầu tiên của ba độ hay là cái anh đề nghị khách hàng nghĩ đơn đấy? giản lắm có giúp được người ta kiếm được tiền không thôi vâng thì dĩ nhiên là giúp người ta kiếm được tiền thì sau khi giúp người ta kiếm được tiền thì dĩ nhiên mình cũng được tiền một thời gian sau thì họ tuyển đến nhân sự họ quyết định họ tự làm anh rất là vui vẻ welcome điều đấy đa phần khách hàng đến bên anh cũng vậy họ sẽ đến với mình trong một số thời điểm họ chưa thể tuyển dụng nhân sự và khi họ tuyển dụng nhân sự rồi thì họ dừng và với mình như thế thì mình cũng đã có một quãng thời gian thể đồng hành với họ được và có người đến thì có người đi quan trọng là mình vẫn đang ở đây và chờ phục vụ các sếp <laughs> nhưng mà anh thấy là doanh nghiệp thường ở giai đoạn nào thì họ sẽ cần đến các agency marketing và khi nào thì họ nên có một cái đội gọi là đội in house đội ở nội bộ của họ để phát triển marketing có rất là nhiều thời điểm để một doanh nghiệp sẽ cần một đơn vị agency thay vì phát triển phòng in house của mình ví dụ như là bây giờ đang có facebook reel là mới chẳng hạn thì mình biết rằng đây sẽ là xu hướng thì trong thời gian mình biết đây là xu hướng mình cần tìm người phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Đấy điều vô cùng quan trọng Thay vì việc là mình tìm cái người có thể giải quyết được vấn đề đấy Khi mà mình mà vội vã tuyển một người về để có thể giải quyết được vấn đề doanh nghiệp ấy Thì bởi vì chúng ta vội vã nên chúng ta tìm người chưa phù hợp văn hóa doanh nghiệp Điều đó dẫn đến việc là job thì thành công Nhưng mà các phòng ban ở trong công ty đều lục đục Và điều đó trở thành một cái rủi ro Chính vì vậy cho nên là trong thời gian mình đang tìm một cái người mà phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và đào tạo họ hoặc là họ cho, cho họ tham gia những cái chương trình đào tạo thì mình hoàn toàn thể thuê một đơn vị ANC và thuê một đơn vị ANC thì họ cần làm việc theo luật làm việc theo văn hóa của bên mình vì rõ ràng mình là người trả tiền thì với những đơn vị ANC như đơn bên anh chẳng hạn thường xuyên sẽ làm việc với cả những cái doanh nghiệp mà mình biết chắc là họ chỉ làm mình trong một thời gian thôi chỉ chạy theo chiến dịch thôi chạy chiến dịch 20 ngày có chạy không có mà có. chạy chiến dịch một tháng chạy không có mà miễn là anh trả tiền đúng không và khi mà làm việc với cả đối tác như vậy thì uh, việc của anh là trở thành một cái người xứng đáng để họ có thể quay trở lại bất cứ lúc nào bởi vì nền tảng luôn thay đổi hành vi người dùng luôn thay đổi đúng không năm nay thì có facebook Reel mới đúng không năm ngoái thì có thể là có live stream mới năm kia có thể là có facebook Watch mới và sắp tới đây thì chúng ta có thể là có rất là nhiều những cái update về uh, facebook messenger facebook messenger sắp tới có rất là nhiều update và thay vì việc là bây giờ là bạn tuyển một cái người biết về làm Hoặc là nhân sự của bạn chưa thể update điều đó Thì hãy mạnh dạn thuê NC Các doanh nghiệp khi mà đến với anh Thường họ sẽ thuộc những cái lĩnh vực nào Và uh, họ có những cái câu hỏi nào gọi là đau đáu Và rất hay thường hỏi anh Khi mà họ tìm đến các agency digital marketing Các uh, doanh nghiệp tìm đến đơn vị của anh ấy, Thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ Thậm chí siêu nhỏ Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ Thậm chí siêu nhỏ như vậy thì cái điều họ cần nhất ấy, đó là sự cam kết về hiệu quả. Thường những câu hỏi mà họ hỏi anh ấy có thể nghe rất là ngu ngơ và buồn cười đối với một doanh nghiệp lớn. Nhưng với họ đấy là câu hỏi mang tính sống còn. Em cần bỏ ra bao tiền? Em nhận về bao nhiêu? Bao lâu thì có kết quả? Thậm chí có thể dùng từ phụ phàng như em đưa anh một đồng. Anh cần phải đưa lại em hai đồng. Bao giờ thì anh đưa? Ngắn gọn là như vậy. Thì những cái câu hỏi này là những câu hỏi đau đó của những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ Và khi họ hỏi anh như vậy Thì việc của anh là phải tìm ra một cái câu trả lời Ở nằm trong ngưỡng chấp nhận của họ Để họ lắng nghe Và nằm trong cái ngưỡng nhận thức của họ Để họ biết, để họ phối hợp với mình Và nằm trong ngưỡng chịu đựng của họ Để họ có thể là ngay lập tức đưa ra quyết định Anh có thể chia sẻ một gọi là một cái case study về khách hàng à, Họ đưa ra một cái đề bài cụ thể mà anh Uh, ba Độ đã giải cái đề bài đó như thế nào uh, Ví dụ như này đi yeah. um, Bên um, Một cái đơn vị mà anh đã triển khai Bây giờ cũng đang là đối tác Ruột đồng hành Là đơn vị bên uh, chỗ uh, Chị Tina Lê hả yeah. đúng, đúng rồi à, Tina Lê make up Thì cái hồi đó là bạn Việt Chồng của chị Tina Lê là bằng tuổi anh Tiểu Sang bảo với anh là Kỳ ơi bây giờ là Mình cần bạn chạy quảng cáo cho mình và khi mà họ đặt vấn đề chạy quảng cáo cho mình như vậy thì bình thường họ đang chạy khoảng độ 15 20 triệu một ngày. Một ngày nhé. Như vậy một tháng là ngân sách quảng cáo họ khoảng 450 triệu đến 600 triệu. Và họ cho rằng cái việc quảng cáo họ đang kém hiệu quả. Chính như vậy là họ thuê mình để mình triển khai chạy quảng cáo cho họ hiệu quả hơn. Và góc nhìn của họ là bao lâu thì có kết quả và bao lâu thì tăng doanh thu. Như vậy thì rõ ràng là anh cần phải trình bày ra cho họ một cái kế hoạch để họ làm theo hoặc anh đặt cho họ một câu hỏi mới vậy anh đã làm gì ạ à? thì anh đặt một câu hỏi với họ là thế bây giờ bạn muốn tăng doanh thu đúng không và bạn đang đặt cho mình câu hỏi làm sao để tăng ngân sách đúng không thế bây giờ mình hỏi ngược lại làm thế nào để giảm ngân sách thì sao có nghĩa là chúng ta đều muốn gia tăng doanh thu đôi khi chúng ta vì muốn gia tăng doanh thu nên chúng ta sẽ có những cái giải pháp của mình ví dụ như có rất là nhiều giải pháp để gia tăng doanh thu và chúng ta cố chấp với một giải pháp thì khi chúng ta cố chấp với một giải pháp đấy những cái câu chuyện mâu thuẫn kiểu con gà có trước quả trứng có trước có thường xuyên xảy ra và doanh nghiệp triển khai thì thường là bởi vì bó góc nhìn hạn hẹp vào nhân sự mình có và lượng kiến thức mình có cho nên là chỉ muốn triển khai một cách là làm thế nào tăng ngân sách hiệu quả thôi thì ví dụ như vậy thì anh nhìn thấy rằng là với góc nhìn của mình thì bạn đang cung cấp một cái sản phẩm, cung cấp một cái dịch vụ nó tương đương với nghệ thuật. mình không phải nói nó là nghệ thuật nhưng mà rõ ràng trang điểm là đẹp, ừ, tương đương rồi, nghệ thuật. Đẹp. em muốn gương mặt của em là một sản phẩm của mỹ phẩm hay em muốn gương mặt của em là một tác phẩm của công sức của mình? nào em lựa chọn là sao? đương nhiên là mình sau rồi. Đấy. đúng rồi, rõ ràng là em muốn gương mặt mình làm tác phẩm đúng không nhỉ? Ừ, nhưng mà tác phẩm của công sức của mình thì mình sẽ rất là rất là tự hào đúng không? và và có rất là nhiều phương pháp để hướng dẫn em điều đó. Ừ. Như vậy, nếu như mà một cái đơn vị nào mà cung cấp một cái sản phẩm, một cái dịch vụ mà có thể giúp em làm điều đó thì em có ưu tiên nằm trong tâm trí của em không? Chắc chắn. Đúng vậy. Và đó là cái điều mà anh tư vấn cho đơn vị bên Tinale và khi mà triển khai theo hướng như vậy thì vào cái thời điểm đó thì thị trường là hầu như chưa có ai làm như vậy. Thì ngay lập tức mình cái dễ dàng mình có thể nằm trong tâm trí của của khán giả và khi mình quảng cáo theo hướng như vậy thì nó rất là hiệu quả và cái hiệu quả được về lâu về dài doanh thu thì tăng mà chi phí thì giảm mà những cái cơ hội như vậy những cái cách như vậy mà để mình nhìn ra được như thế thì thực sự không nhiều có phải mình uh, trên thông dây văn dưới tường địa lý đâu em nhưng mà khoan nói về những cái xu hướng hay là những cái câu chuyện sáng tạo nội dung thì em nghĩ là anh rất là có kinh nghiệm trong phần này. Nhưng mà ngoài ra em vẫn muốn hỏi thêm là những cái doanh nghiệp thường tìm đến với mình hay là những cái doanh nghiệp họ những người mà làm kinh doanh, họ thường có những cái lầm tưởng gì khi mà họ tìm đến những cái agency liên quan đến marketing? Cá nhân anh cho rằng là hầu như là chủ doanh nghiệp ấy thì rất là minh mẫn và sáng suốt. Cho nên nếu mà bảo chủ doanh nghiệp lầm tưởng ấy thì thì anh không bao giờ dám nhận điều đấy và anh cũng không bao giờ dám để cái suy nghĩ trong đầu cả. Mình mà nghĩ khách hàng mình có lầm tưởng thì hóa ra là 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 mình không tôn trọng khách hàng rồi. Và anh cho rằng là họ mắc kẹt trong những lựa chọn thì đúng hơn. Ví dụ như là chủ doanh nghiệp thường rất là sáng suốt. Nếu mà chủ doanh nghiệp không nhìn ra vấn đề thì không đúng. Chẳng qua là có quá nhiều vấn đề trong doanh nghiệp, cho nên họ mắc kẹt ở trong những lựa chọn lựa chọn nào quan trọng lựa chọn nó gấp lựa chọn nó quan trọng mà gấp tin ai bây giờ thì đó là một trong những cái rất là khó khăn khi mà chủ doanh nghiệp người ta trình bày thì anh sẽ tư vấn cho họ đó là cái điều gì mà ảnh hưởng đến tất cả những điều còn lại ưu tiên làm trước dễ thì làm ngay còn nếu mà không cho dễ thì thuê mình làm ngay tôi <laughs> quay lại câu chuyện là agency mang đến những cái giải pháp rất là hữu hiệu cho doanh nghiệp đúng không Rồi. nhưng mà khi mà uh, lướt trên mạng xã hội thì thường người ta hay có cái câu các doanh nghiệp hay nói là như anh vừa chia sẻ là tôi đưa một đồng bạn phải trả lại cho tôi hai đồng bao giờ bạn làm được cái điều đó thì ba đội có phải giải những cái bài toán đúng như những cái yêu cầu đấy không hay mình sẽ quay trở lại là mình giải một cách phù hợp cho cả đôi bên tùy thái độ của người nói. Ví dụ như bạn nói với giọng cầu thị thì cái suy nghĩ của bạn cũng là suy nghĩ của tôi. Cái câu hỏi của bạn cũng là câu hỏi tôi. Chăn trở của bạn không? cũng là chăn trở của tôi. Còn nếu như mà bạn hỏi với một cái thái độ không cầu thị lắm như kiểu bạn người có tiền ấy thì tình cờ tôi cũng có tiền. Và <laughs> câu hỏi của bạn vẫn là câu hỏi của bạn. Thì là cái cách mà 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 chủ doanh nghiệp mà tương tác với agency thôi. Mình cho rằng là chủ doanh nghiệp là những người mà thường xuyên là đi tìm giải pháp cho mình và tình cờ thì chủ doanh nghiệp là người có tiền nữa trên đôi lúc là chủ doanh nghiệp khi mà làm việc với anc ấy, là cái cách trao đổi cái cách nói chuyện khiến cho anc chạy lòng từ đó dẫn đến việc là thay vì toàn tâm toàn lực ngồi nghĩ cho chủ doanh nghiệp thì anc đôi khi là phải dành thời gian để an ủi và chữa lành cho chính nhân sự của mình. <laughs> đúng, rồi, vì, đúng rồi, vì thường làm các agency mà liên quan đến marketing thì thường các bạn cũng kêu rất là áp lực, rất là stress khi mà phải làm việc với khách hàng. Vậy thì anh có cái tiêu chí để lựa chọn khách hàng cho mình và kiểu mình sẽ từ bỏ những cái khách hàng nào mà có cái thái độ hay là không phù hợp với với agency của mình không? Thường là khách hàng từ bỏ anh. Tại sao ạ? có nghĩa là trong phương châm về làm việc với cả khách hàng ấy thì có khách hàng là end user nghĩa là người tiêu dùng có khách hàng là đối tác thì dĩ nhiên khách hàng của anc là đối tác thì phương châm là nếu có thể biến đối tác thành bạn thì cuộc đời mình chắc là tươi đẹp lắm đúng không em dạ. dĩ nhiên đối tác thì cũng không nhiều thời gian để làm bạn mình đâu nên bọn anh thường chọn cái cách đấy là đưa cho người ta những cái giải pháp và luôn nhường khách hàng quyền lựa chọn nghĩa là luôn nhường quyền lựa chọn cho đối tác cho đến khi nào mà họ không muốn lựa chọn nữa thì lúc đó là là họ từ bỏ mình mà đâu mình có từ bỏ đâu quan trọng với một anc đó là có thường xuyên có được những cái giải pháp để cung cấp cho các cái đơn vị để họ lựa chọn hay không thường là anh em mình bảo là phải làm kiểu này phải làm kiểu kia trong khi đó thì có những cái bí mật kinh doanh hay là có những câu chuyện tế nhị của chủ doanh nghiệp người ta không nói ra được hoặc là người ta cũng không biết là có việc đấy chẳng hạn họ chỉ biết là cái điều này như hơi sai sai thôi như vậy là em cần một phương án nữa có nghĩa là em cần hai phương án hoặc em cần ba phương án nhưng mà trong đầu của anh bây giờ chỉ có một phương án thôi như vậy thì là cái tỷ lệ chúng ta phù hợp là thấp còn nếu như mà anc có thể cung cấp là em có phương án số 2, em có phương án số 3 việc của anh lựa chọn và dĩ nhiên mỗi phương án em sẽ báo giá với nó như vậy thì chủ doanh nghiệp sẽ được một cái là được quyền lựa chọn. Và anh cho rằng là với chủ doanh nghiệp quan trọng nhất là họ được quyền lựa chọn. Còn với ANC thì cung cấp lựa chọn. Cung cấp lựa chọn. Hai bên đều vui. Quan trọng là mình giải quyết được đúng một cái kết quả, mục tiêu vấn đề đề ra đúng không? Có rất nhiều phương pháp để đến kết quả. Và nếu chúng ta có càng nhiều phương pháp để đến kết quả thì chỉ việc đưa khách hàng lựa thôi với những khách hàng khó tính hay là có những cái đề bài rất là khó thì mình có một cái bí quyết gì để gọi là trong quá trình trao đổi với khách hàng thuyết phục khách hàng với những cái giải pháp những cái lựa chọn mà mình đề ra thực ra anh cho rằng là anh sẽ luôn là người khó tính hơn khách hàng có nghĩa là khách hàng khó tính bởi vì họ cần sự tỉ mỉ cần sự chỉn chu cần sự chuyên nghiệp họ cần một cái hiệu quả sự cam kết tóm lại là về cam kết thế thì khi mà mình làm việc mà mình khó tính hơn khách hàng ấy là mình luôn sẵn sàng cam kết và mình có thể hỏi thêm những câu nữa là cam kết đến đâu cam kết bao giờ sau đó thì sao và thường bên vị vị anh như ví dụ như vừa rồi em có hỏi một câu là anh sẽ từ bỏ những cái đơn vị nào mà hợp tác ấy thực ra là có rất là nhiều trường hợp bọn anh đã làm với nhau rồi nhưng mà sau đó bọn anh phải dừng chia tay đơn giản là bởi vì bọn anh đơn vị nc bọn anh không tự kinh doanh cho nên bọn anh sẽ không có case study nội bộ để mà sâu để mà phát triển doanh nghiệp cho nên có một cái điều khá là tế nhị đó là Bọn anh sẽ cần nhắc tên khách hàng là đây là do đơn vị bọn tôi triển khai Và bọn anh sẽ sâu một phần nhỏ Cái case study ra để để thấy rằng là tôi đã triển khai cho đơn vị này Chứng Ví mạnh. dụ như vừa rồi anh đã nhắc đến chị Tina Lê chẳng hạn Và. Thế thì những cái đơn vị nào mà cho phép anh nhắc tên Thì với anh đấy điều đáng quý Có rất là nhiều đơn vị là không cho phép anh nhắc tên Một lần hai lần thì nó sẽ thành mâu thuẫn Mà mâu thuẫn thôi dừng không làm nữa bởi vì nếu như mà không cho anh làm việc bằng sự tự hào á Chứ rất khó để bọn anh làm tốt Đúng không nào? Động lực đúng không? Em có muốn làm việc bằng sự tự hào không? Có chứ ạ Anh cũng muốn thế Nếu như mà chúng ta nhận được tiền và chúng ta cảm thấy chúng ta xứng đáng Thì chúng ta chắc chắn là làm việc 120% đúng không? Với ba độ thì thường khách hàng sẽ đến với mình từ kênh nào? vì em cũng thấy rằng anh là một người làm thương hiệu cá nhân rất là tốt khi mà anh rất là chăm tương tác ở trên các nền tảng này anh chia sẻ kiến thức anh mang lại giá trị rất là nhiều thông tin hữu ích liên quan đến chính chuyên môn của anh về digital marketing vậy thì với thương hiệu cá nhân với anh xây như thế nó cũng là một kênh hữu hiệu để mang về khách hàng cho ba độ không anh coi mình làm người bán hàng dạ. và với người bán hàng thì chăm chỉ bày hàng <laughs> và chăm chỉ tìm đám đông anh nghĩ đơn giản như vậy chính vì vậy cho nên là khi mà làm việc với cả anh em trong công ty ấy, thì anh sẽ bảo anh em công ty là nếu mà phân vai trò anh thể làm chọn mày ba việc việc nhất là đào tạo bọn mày lịch đào tạo bọn anh rất thường xuyên điều thứ hai là anh có thể đi bán hàng thay bọn mày nghĩa là anh có thể giao tiếp anh có thể ngồi nói chuyện làm sao mà cho nên anh hết full thời gian thôi từ sáng tới tối anh chỉ có đi làm mà. cái thứ ba anh thể làm thay bọn mày đấy là làm mẫu có những phát là tao chỉ làm mẫu một lần duy nhất thôi nhé và bây giờ thì khi mà tách ra khỏi doanh nghiệp nghĩa là doanh nghiệp của anh bây giờ cũng có một sự phản ánh tương đối một chút thay vì việc lúc nào anh phải ngồi đấy thì anh có quãng thời gian để anh rảnh và khi anh rảnh thì thay vì việc là một số người rảnh người ta đi đầu tư thì đối với vì người ta có tiền Còn mình không có tiền thì mình không đi đầu tư thì anh sẽ tập trung vào cái việc là 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 ngồi nói chuyện với khách hàng và nói, nói chuyện với khán giả ngồi nói chuyện với cả những cái người mà follow mình ấy anh luôn cho rằng là cái chỉ số mà xử lý cơ hội nó quan trọng hơn là xử lý tìm kiếm cơ hội cho nên là em bảo là anh là người làm thương hiệu cá nhân thành công ấy cá nhân anh thì anh chưa nhìn thấy điều đấy vì khi mà anh đăng ký cái lớp thương hiệu cá nhân của bạn phùng thái học ấy cách đây một năm anh học được một năm rồi thì đến bây giờ những cái chương trình học đấy anh vẫn áp dụng được có vài gạch đầu dòng thôi Chuyện anh chưa ơi, áp dụng được nhiều thật luôn anh có thể chia sẻ vài gạch đầu dòng mà anh đang áp dụng không? anh uh, áp dụng được ba cái đầu dòng cái đầu dòng số nhất là nhất quán nhất quán là gì là từ trong ra ngoài ví dụ như là như này chúng ta thường có tiêu chuẩn kép thì khi mà chúng ta viết nội dung cho khách hàng thì chúng ta lại viết theo kiểu mà chúng ta thích đúng không ạ và khi mà khách hàng phản hồi thì chúng ta lại trả lời theo kiểu chúng ta hiểu thì như thế thì nó nó, nó tạo thành cái mâu thuẫn Bây giờ nhất quán là gì? Rất là đơn giản Nội dung nào viết cho khách hàng là chỉ viết cho khách hàng thích thôi Bỏ qua hoàn toàn cái cái tôi mình đi Mình đọc nội dung mà không thấy sướng Mà khách hàng thấy sướng thì là thành công Còn cái nội dung nào mà mình làm nội dung viết cho mình Thì anh thường ghi rất rõ Đây là nội dung viết cho chính mình chính mình Thì đã nội dung viết cho chính mình Thì bạn tương tác thì tương tác không tương tác thì thôi Bạn ủng hộ thì ủng hộ Mà không ủng hộ thì cũng thôi Bởi vì đây là nội dung tôi viết cho chính tôi Tôi tâm sự với chính mình Chẳng qua tôi đăng lên mạng thôi <laughs> Thì như vậy thì nó tạo ra sự nhất quán Cái key đấy nó khiến cho anh rất là rõ ràng Trong việc là có thể nói được cái quan điểm Cái suy nghĩ bản thân mình ra Vì khi bình thường ra mình sẽ gặp khó khăn Trong việc là bây giờ mình cần bán hàng Mình cũng kinh doanh Nhưng bây giờ mình nhìn thấy cái những cái chướng tai gai mắt này Mình cũng muốn nói lên quan điểm của mình Từ khi mà mình sợ cái điều nọ ảnh hưởng điều kia ấy, Thì mình có quá nhiều mâu thuẫn Và những mâu thuẫn đấy khiến anh sợ hãi và biến mình thì cái người nói chung là cũng hướng nội phát tham đi uống bia thì hướng ngoại còn bình thường nhà chẳng nói chuyện với ai thì khi mà học xong anh học được cái từ khóa là nhất quán đấy và học giải thích rất là dễ dàng cụ thể chi tiết để chúng ta thể áp dụng được đầu tiên là nhất quán cái thứ hai anh học được đó là cái chịu tổ chức sự kiện ví dụ như là trước đây khi mà bọn anh làm thì bọn anh sẽ chỉ là tương tác online khách hàng trên mạng thôi thì bây giờ bọn anh sẽ chịu sửa sự, sự kiện và hầu như tháng nào anh cũng tự nói mình rằng là cố gắng Phải tìm ra được một cái gì mới Cố gắng phải tìm ra được một cái hấp dẫn Mà chưa ai làm Mà mình phải cố gắng mình nghiên cứu Mình làm mình làm được Thì có những cái case study để làm Để đi tìm khách Nhất là cần phải làm được job này Job này làm không có tiền cũng được Nhưng mà phải thành công job này Để cầm cái job này để đi tìm kiếm khách hàng mới Thì bọn anh sẽ tổ chức thường xuyên các event sự kiện và sau khi tổ chức thường xuyên event sự kiện như vậy thì cái thời gian khách hàng người ta được trải nghiệm mình nó dài hơn bình thường ra là đã là làm mảng online rồi thì mình hiểu rằng là cái thời gian online mà khách hàng người ta tương tác với mình rất là ngắn thế là để cho họ đưa ra quyết định nó cực kỳ khó khăn còn bây giờ để cho mình ngồi thuyết phục khách hàng nửa tiếng một tiếng đồng hồ thì không có thời gian em có thể dành thời gian một tiếng ngồi nói chuyện anh như này với bao nhiêu người đó là có hạn đúng không thế là bây giờ mình gặp mâu thuẫn rồi thế mình đâu tổ chức event sự kiện offline và anh thường xuyên tổ chức từ năm ngoái đến giờ chắc anh tổ chức được mười mấy cái wow. mà anh hoàn toàn ấy tự tổ chức hết và khi mà tự tổ chức như vậy thì trước đây anh nghĩ rằng là tổ chức cái offline nó sẽ rất là khó khăn rất là cầu kỳ nhưng mà khi mà anh học của học ấy học bảo anh là tập trung vào một kỳ thôi đem lại giá trị gì cho người dùng hả hê đi về đó và anh phát hiện ra à thế thì dễ quá đơn giản quá bởi vì mình là người yêu nghề mình là người làm nghề cho nên mình có quá nhiều thứ ở trong cái nghề này với mình là niềm vui nhưng với người khác thì chưa chắc là niềm vui nhưng mình tổ chức ra một cái offline để mình kể những câu chuyện đấy những câu chuyện cười nghề nghiệp những chuyện buồn nghề nghiệp và cho người ta những cái bài học thực tế từ việc là mình đúc rút ra thế thì từ cái việc mà mình có thể cung cấp cho họ rất là nhiều góc nhìn như vậy rồi mà họ vẫn không làm được thì còn lý do gì anh không thuê em đúng không <cười> <cười> vẫn còn một yếu tố nữa ạ ừ cái cuối cùng mà nhưng mà anh nghĩ rằng là, là, là anh đã học được rồi đấy là thực sự sám sâu cái rốt, cái dở cái phần xấu trong mình ra và cho người ta nhìn thấy được cái quá trình mình đang hoàn thiện bản thân mình như thế nào thay vì việc nói rằng là tôi là hoàn hảo tôi ok cố gắng phải gồng mình chứng minh rằng tôi thế này tôi thế kia thì à, kể từ hồi đi học về anh cũng thả lỏng ra một phần kiểu là hôm nay tôi ngu dốt À, tôi có cái này tính xấu, tôi có nguyên tắc này, tôi có điều này điều kia, à, mình dần dần mình bộc lộ ra xem là mọi người chấp nhận mình không và cho mọi người nhìn thấy quá trình mà hoàn thiện bản thân của mình, tôi biết cái điều này không tốt. À, thường thì người ta nói là xây dựng thương hiệu cá nhân mình đặt cái áp lực là mình phải tạo ra một cái hình tượng khá là hoàn hảo để cho mọi người dõi theo đúng không? nhưng mà bên cạnh đấy thì em nghĩ rằng mình cứ là chính mình với tính cách của mình. Nếu như mà anh dẫn kỷ định vị bản thân mình để mà người ta nhớ tới mình thì anh muốn người ta nhớ đến mình với những tính từ nào? À, cái cái 2 năm ấy anh cũng đăng rút lên kiểu là các bạn nhớ gì về tôi, ấy? kiểu kiểu. Thì anh thấy là mọi người nhận định với anh toàn những cái mà anh thấy cái nào cũng đúng hết. Có nghĩa là thực sự ra thì mình cũng rất là đa chiều, rất là đa dạng hiểu? sống ở đâu vẫn đang nhảy theo ở đấy. Ấy. Cái đấy có thể gọi là cái mặt nạ nhân cách ấy. Có nghĩa là anh ngồi với em thì anh sẽ có cái mặt nạ nhân cách riêng, anh ngồi với người khác anh sẽ có mặt nạ nhân cách riêng. Và khi nào mà mình có thể nhất quán 100% là mình tháo được hết tất cả những cái mặt nạ nhân cách đấy xuống thì anh cho rằng lúc đấy là anh xây dựng thương hiệu cá nhân thành công. Bởi vì lúc này là anh không còn phải quan tâm đến góc nhìn người khác nữa, hoặc là anh đã xây dựng ra được một cái mạng lưới mối quan hệ, một mạng lưới hệ sinh thái ở đó có những người có thể là chấp nhận anh thay vì việc tin anh. Ví dụ như em tin anh chẳng hạn thì khi mà anh không xứng đáng niềm tin của em, em thất vọng, em buồn. Và cái hình tượng thương hiệu cá nhân của anh em tức sụp đổ. Còn nếu như em biết anh là ai, em biết rằng anh có thể tồi tệ hơn thế và em vẫn thương anh. Thì khi mà em vẫn còn cái hy vọng dành cho anh và cái tình cảm dành cho anh thì anh cho rằng lúc đấy anh xây dựng thương hiệu cá nhân thành công. Còn hiện tại khi mà chúng ta vẫn đến với nhau vì giá trị thì anh cho rằng là đến với nhau bằng giá trị thì thương hiệu cá nhân làm gì cho mệt miễn là mình đủ giá trị thôi mà miễn mình vẫn là một chuyên gia trong mảng này với những cái giải pháp tốt thì bạn tin thì tin không tin thì mua không vì tôi chỉ mua. cần tập trung vào một việc đó là bạn sẽ chưa có cái giải pháp nào tối ưu hơn tôi vào thời điểm hiện tại thì bạn sẽ dùng sản phẩm dịch vụ của tôi bởi vì chúng ta đến với nhau giá trị còn giả sử sau này mà giá trị tôi giảm đi một tí thì tôi sẽ dừng bạn tình cảm còn hiện tại đã là làm ăn kinh doanh thì tập trung vào giá trị, tập trung vào sự cam kết. còn tình cảm thì cũng là cái thứ để chúng ta có thể bắt đầu thôi. Với thế mạnh là nền tảng Facebook hiện tại của ba đội agency thì anh có thể chia sẻ một chút về cái xu hướng hiện tại ở trên nền tảng này không? người làm sáng tạo hay những người làm kinh doanh cần đáp ứng điều gì với cái xu hướng này? anh cho rằng là như này này, um, nền tảng Việt Nam mình á là người dùng đã dễ tính rất là nhiều năm rồi người dùng ấy, người tiêu dùng ấy đã dễ tính rất là nhiều năm rồi. Dễ tính là như nào ạ? Dễ tính có nghĩa là họ cứ nhìn thấy sản phẩm hay hay họ bấm mua. Họ không biết cái người cung cấp hàng hóa là ai họ vẫn bấm mua. Họ không biết là cơ chế bảo hành như thế nào họ vẫn bấm mua. Họ bấm mua với một cái tâm lý thử nghiệm là cùng lắm mà ta có một bài học. Và họ đã học bài học rất nhiều năm rồi. Thì anh cho rằng là bây giờ là người dùng Việt Nam mình, người tiêu dùng ấy bây giờ rất là thông minh. Và thậm chí là họ rất đoàn kết nữa Cho nên bây giờ chỉ cần triển khai mà Một cái fanpage mà không thể khiến cho họ được Có cái sự tin tưởng Hay là không thể khiến cho họ có được Cái giá trị nào đấy Hoặc là chưa thể cung cấp cho họ Những cái bài học hoặc những cái lợi ích thực tế Trước khi họ đưa ra quyết định mua hàng Thì cái việc mà họ mua hàng là rất là khó khăn Vì Vì ai sẽ biết nền tảng Facebook bán đắt nhất Chúng ta đều biết điều đấy mà Nền tảng Facebook không bán rẻ Rẻ qua Shopee mua rẻ qua tiktok mua nền tảng facebook là cái nền tảng đấy mà tôi bán đắt hơn và và chúng tôi trao cho bạn được nhiều giá trị hơn thì có rất là nhiều cách để trao giá trị mà ở những cái nền tảng khác khó làm điều đó em có thể là uh, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ trong cách chán chê rồi uh, live stream gặp gỡ người bán hàng nói chuyện người bán hàng nhận rất là nhiều quà tặng người bán hàng trước khi em vào cái shop đấy ở trên shopee không không thể điều đó và rõ ràng tất cả những cái giá trị đi kèm ngoài cái giá trị về thực tiễn của sản phẩm hay là giá trị thực tiễn về sản phẩm hay là của giá trị thực tiễn của dịch vụ thì thực ra nó đều là cái giá trị thêm vào và tất cả những cái giá trị thêm vào đó sẽ ảnh hưởng đến cái việc quyết định của người tiêu dùng đó là chi thêm bao nhiêu tiền và chi ngay hay là chờ về hỏi người thân bạn bè Kể cả bây giờ chúng ta mua cái gì Chúng ta đều cần phải bảo vệ quan điểm của mình Với người thân, bạn bè và gia đình Vì sao tụi mày mua cái này Và Và cái fanpage nào thể cung cấp cho họ Nhiều lý do hơn để mua hàng Thực ra là mình đang giúp họ làm sao Gạt bớt những cái rào cản Trong cuộc sống để ngăn họ đến với hạnh phúc Đơn giản thôi mình mua một cái áo Đáng ra mình phải được khen là rất đẹp Thì bây giờ lại bảo là mày mua đấy làm gì đắt Thế tự nhiên mình thấy việc mình mua áo không ý nghĩa nữa rồi Đúng không em? <laughs> À, với những người mới bắt đầu xây fanpage với mục tiêu là để kinh doanh đi với, với trên nền tảng Facebook thì anh có những cái lời khuyên gì cho họ làm sao để họ mang đến một cái giá trị một sự tương tác để giảm bớt đi những cái gánh nặng khi mà quyết định mua hàng với khách hàng thực chất ra là nếu như mà chúng ta đặt mình trong vai khách hàng á là chúng ta sẽ biết là khách hàng sẽ xuất hiện ở trong đám đông nào và khách hàng sẽ có hành vi như thế nào và khách hàng sẽ có thói quen như thế nào có một cái góc nhìn của anh là như thế này đó là khách hàng người ta chỉ trung thành với thói quen của họ thôi. Thay vì họ trung thành với với chúng ta hay làm cái điều gì đó. Thì họ sẽ trung thành với thói quen của họ. Thì bây giờ mình cần biết là thói quen họ như thế nào, hành vi của họ như thế nào và khi bạn đóng vai khách hàng để có thể nhận được những cái điều đó thì bạn sẽ biết rằng là cái khung giờ này là người ta online thì đăng bài giờ đấy, cái khung giờ này là người ta rảnh được 2 tiếng thì mình livestream vào giờ đấy Cái khung giờ này người ta chỉ dành có 10-15 phút thôi Vậy mình chỉ đăng những nội dung ngắn thôi Đúng không ạ? Bán hàng chúng ta sẽ có nội dung ngắn, nội dung dài Và thậm chí là chỉ một bức ảnh Nghĩa là chỉ xuất hiện vòng vài giây thôi Đúng không? Và chúng ta cần phải thuộc được cái thói quen hành vi của 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 người tiêu dùng phù hợp với mình Mà thời gian đầu họ phải khách hàng mình đâu Hãy coi họ là khán giả thôi đúng không nào họ mới up, đang up up là... xem đã đúng rồi ừ, họ chưa đang xem ra quyết nữa. định đúng không vậy vậy thì xây nội dung thì sao tức là bên cạnh cái việc là nghiên cứu thật kỹ về cái tệp khách hàng mục tiêu mà mình muốn đưa ra thì cái việc xây nội dung làm sao để cho nó hấp dẫn với một cái fanpage thực ra là anh là người rất rốt làm nội dung nhé bởi vì như này anh thấy rằng một ai đó thể làm được một cái nội dung đăng bài lên xong rồi bỏ đó đi chơi rồi bài đấy viral ấy là những người cực kỳ siêu và giỏi nhé anh chưa giờ làm được điều đấy Nghĩa là chỉ việc là nghĩ ra một cái content xong bấm đăng xong đi chơi rồi bài đấy nó viral Sau đó bán được hàng xong bấm quảng cáo rồi sau đó là cái bài viết đấy rất là hiệu quả đơn hàng về mầm Cá nhân anh thì chưa may mắn được như thế Chỉ vì vậy anh cho rằng là nếu như mà thay việc bạn làm một cái content hay Thì bạn hãy đánh giá xem có bao nhiêu điểm chạm với khách hàng Và ví dụ như bạn có 10 cái điểm chạm với khách hàng thì 10 điểm chạm đấy là 10 cái content Thay việc bạn làm một content lớn hãy làm cho mình nhiều content nhỏ một còn content nhỏ nó rất đơn giản nó rất đơn giản ví dụ như là ai đi qua nhìn thấy cái bình luận này chắc chắn sẽ được sống trong hào quang của mười phương chư phật bạn chỉ cần like cái bình luận này chắc chắn ngày mai bạn sẽ có rất là nhiều may mắn cuộc sống bạn chỉ cần bình luận vào đây là chúc tất cả những ai đọc được bình luận này nhận được may mắn giống tôi chắc chắn bạn đang lan tỏa giá trị đến cuộc sống nhớ dễ khó dễ và sau đó Tất cả người dùng có tâm lý may mắn không? Và được thì được mà không được Cũng có tạo thành điều gì không được không? Nếu mà điều đó may mắn với họ Chỉ cần tỷ lệ 20% thôi Họ nhớ mình không Dạ. Yeah. Đúng không nào? Còn nếu mà 80% Mà chưa may Thì 5 ngày nữa kiểu gì chị cũng may Bởi vì hôm nào em đăng mà <laughs> à, Bên cạnh cái việc xây nội dung Hay là làm một cái fanpage thật là mang lại giá trị cho khách hàng cho người xem thì với xu hướng của nền tảng Facebook thì sao khi mà lúc đầu khoảng thời gian đầu tiên khi mà anh em mình nói chuyện với nhau anh có chia sẻ về những cái xu hướng của Facebook đang dịch chuyển ví dụ như là Reels Facebook hay là Facebook Messenger đúng không? Đó, thì anh có thể chia sẻ thêm. Thực ra là dưới góc nhìn nền tảng ấy, người ta cho rằng là bây giờ hành vi người dùng ấy, là họ đang muốn được trao quyền cho đám đông. Có nghĩa là họ không hài lòng giữa việc là chỉ có khách hàng và doanh nghiệp nói chuyện với nhau nữa là đấy là nói chuyện hai chiều bây giờ họ muốn là họ cần được nói chuyện với nhau trước mặt doanh nghiệp thì như vậy giờ một cái doanh nghiệp nào làm ra được một cái nội dung á mà khiến cho họ có thể là tự nói chuyện với nhau tự trao đổi cái góc nhìn quan điểm thì như vậy tự họ là những nhân sự chốt sale với nhau tự họ là những cái nhân sự marketing cho mình luôn thì đó là hành vi trao quyền đám đông thì để làm được điều đó chúng ta sẽ thường xuyên có những cái giải pháp mới ví dụ như là Messenger bây giờ thì cũng tối ưu theo mua hàng Hay là Messenger sắp tới sẽ là có cái phần subscribe Thì uh, bây giờ ví dụ như là anh với em live stream chẳng hạn Thì bây giờ anh em mình sẽ có một cái tin nhắn gửi cho tất cả Những cái người mà bấm vào nút đăng ký Là 19 giờ tối nay tôi sẽ live stream Thì như vậy thì thay vì việc là họ chỉ có một, một cái cách tiếp cận nội dung Đó là thông qua cổng phân phối của, của nền tảng thì bây giờ họ có thêm một cách tiếp cận nội dung nữa đó là thông qua cổng truy cập của nền tảng đó chính là cái tính năng là Subscribe trên messenger của facebook thì cái phần đấy là tương lai rồi à, với facebook real thì sao ạ khi mà anh nói là có traffic uh, từ những cái hành vi thông thường những cái post thông thường chuyển sang real hành vi làm khách hàng và người xem với real thì bây giờ mọi người thay việc đọc cái nội dung dài ấy, là đọc thì rất là dễ chúng ta nghĩ Nghĩ thì rất hay phải suy diễn Suy diễn nhiều thì đau đầu Mà suy diễn lắm thì đau khổ Đúng không em? Bây giờ mọi người có nhu cầu là nghe nhìn Và khi mọi người ngu nghe nhìn Thì mọi người sẽ được quyền lựa chọn Đó là chọn kênh này hay chọn kênh kia Xem tiếp hay dừng lại Nghĩa là toàn quyền Và khi mà làm nội dung như vậy nhé Thì những cái người làm Real tốt Những cái kênh reel tốt Thì thể gây nghiện cho người ta Bởi vì người ta cảm thấy rằng Đây hoàn toàn là do họ lựa chọn Họ không bị điều hướng Họ không bị kêu gọi hành động Trước đây khi mà chúng ta xem các nội dung thường xuyên bị kêu điều hướng, thường xuyên kêu gọi hành động, người dùng ta chán rồi. Bây giờ thì cái nội dung nào kêu gọi hành động y rằng bài đấy follow luôn. Đúng không ạ. Nó ngay. cần phải tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên. Thì anh thấy rằng là cái review sắp tới có thể là nó sẽ tốt. Bởi vì ngay từ trong cái định nghĩa của nền tảng và thuật toán nền tảng, họ sẽ tập trung vào đề xuất cho những cái nội dung nào giúp người dùng vượt qua nỗi sợ. Thay vì là những cái nội dung xoáy vào nỗi đau thì chúng ta cần phải có một cái phương pháp bán hàng nó văn minh hơn. Ví dụ như phương pháp bán hàng trước đây chúng ta sẽ là gì? Thấu hiểu nỗi đau của khách hàng. Rồi sau đó làm sao? Rồi sau đó xoáy vào nỗi đau của khách hàng để để bán hàng. Còn bây giờ chúng ta là gì? Thấu hiểu nỗi đau của khách hàng để từ đó mô tả ra những nỗi sợ của khách hàng. Những nỗi sợ đó sẽ tạo ra những rào cản nào trong cuộc sống của khách hàng đến cái viễn cảnh nào khách hàng muốn hướng tới thì chúng ta cung cấp những cái phương pháp giải pháp là sản phẩm của chúng ta là dịch vụ chúng ta để giúp khách hàng vượt qua rào cản vượt qua nỗi sợ hôm nay em với anh đều muốn win win đúng không bây giờ chúng ta làm chương trình này em win anh win thì rồi ai thua phải có ai đó thua thì mới người thắng chứ đúng không và trong cái trò chơi mà mua hàng bán hàng rõ ràng chúng ta đang thiết lập ra một cái cuộc chơi mà ở đó khách hàng là người thua cuộc thế vì sao khách hàng tình nguyện trở thành người thua cuộc để cho nền tảng thắng này chúng ta thắng này nhân sự chúng ta có tiền này đúng không đối tác chúng ta nhập hàng có tiền này toàn người win luôn cái người bán hàng cho mình cũng win nhân sự mình cũng win nền tảng cũng win chúng ta cũng win thì ai thua rõ ràng đây là khách hàng thua thế thì khi mà khách hàng thua thì chúng ta cần phải hiểu rằng là họ sẵn sàng thua một trận đánh nhỏ để họ thắng một trận đánh lớn hơn và cái việc chúng ta xác định được rằng là nỗi đau của khách hàng là gì thấu hiểu điều đó là để giúp họ vượt qua nỗi sợ vượt qua những cái rào cản để sử dụng những cái sản phẩm dịch vụ của mình dẫn tới chiến thắng trong một trận chiến lớn hơn còn trong trận chiến nhỏ này thôi anh thua đi cho em xin tiền À, với reel của Facebook so với nó cũng là một dạng video ngắn đúng không vậy thì so với nền tảng TikTok nó đang có sự cạnh tranh như thế nào và liệu rằng reel Facebook có thể nào mà chiến thắng được uh, nền tảng TikTok không thắng hay không là do cái việc là anh đang nói chuyện với em này này có nghĩa là nếu như những cái đơn vị ANC như bên anh có thể educate được khách hàng bên anh là những nhà bán hàng thì anh educate được, được càng nhiều nhưng anh giáo dục được khách hàng của anh là càng nhiều Thì những cái nhà bán hàng trên nền tảng Facebook Thì họ sẽ càng ngày làm những nội dung càng sáng tạo Càng ngày họ sẽ càng làm những cái nội dung hấp dẫn Thì người dùng sẽ ở lại với nền tảng Facebook Người dùng còn ở lại nền tảng Facebook Anh còn có nghề <laughs> Người dùng mà thoát khỏi nền tảng Facebook Mà sang TikTok là anh mất nghề Chính vì vậy cho nên việc của anh bây giờ là Đang tập trung giáo diết ở việc là Educate hành vi người dùng Tập trung giáo diết ở việc là educate những cái khách hàng Những cái chủ doanh nghiệp những cái seller con buôn nhà bán hàng là hãy làm real đi bạn hãy làm nội dung sáng tạo đi bạn hãy quảng cáo sáng tạo đi bạn hãy tạo nhu cầu thông qua việc làm ra một cái nội dung khám phá thay việc là cứ chạy nội dung xoáy nội đo cái hàng thì bạn có tiền tôi cũng còn nghề còn hơn là bây giờ người dùng sang hết tiktok và cái việc người dùng muốn hết sang hết tiktok đấy điều anh không mong muốn chứ anh không hề hy vọng điều đó xảy ra còn bây giờ em bảo là điều đó có đang xảy ra không thì điều đó đang xảy ra và nền tảng Meta vẫn còn những rất là nhiều thế mạnh mà anh cho rằng là có thể giữ chân được người dùng ở đây và anh đang làm điều đó cố gắng làm điều đó để không anh mất nghề <laughs> gắng thực gắng. ra là anh đang vì mình thôi đúng không nào vâng. à, với real Facebook thì như em anh như anh chia sẻ ở trên fanpage cá nhân của mình em cũng biết rằng là hồi bây giờ thì đã đến 70% là người dùng cảm thấy là real Facebook có giá trị đúng không nhưng mà có 10 đến 30% còn lại là họ chỉ coi real Facebook là một cái để giải trí và thường họ sẽ lướt thấy những cái nội dung khá là rác, nội dung không hay. Vậy thì với người làm sáng tạo hay là những nhà bán hàng kinh doanh có một cái công thức gì đấy để sáng tạo nội dung real trở thành một cái nội dung thu hút và thậm chí cao hơn nữa là viral. À, tập trung vào yếu tố bất ngờ. Tập trung yếu tố bất ngờ là như này này, à, bất ngờ, vui vẻ yêu thương những cái trạng thái hưng phấn đấy, nó được tiết ra bởi dopamine của não bộ ta và cái điều đó sẽ khiến cho người dùng là cảm giác là nghiện, họ, họ nghiện đến cảm giác hưng phấn đấy. đấy và nếu những cái kênh của chúng ta thường xuyên khiến họ bất ngờ, thường xuyên khiến cho họ vượt qua kỳ vọng, thì nó sẽ gần giống với cả cảm giác hạnh phúc. Và rõ ràng là chúng ta đều sẵn sàng bỏ tiền ra mua hạnh phúc. Vậy hãy khiến cho họ có những cảm giác gần giống với cảm giác hạnh phúc Đó là cảm giác vượt qua kỳ vọng Đó là cảm giác bất ngờ Thì làm nội dung làm sao để khiến người ta bất ngờ Làm nội dung làm sao để người ta cảm giác vượt qua kỳ vọng Thì đó là cái điều chúng ta cần nghĩ Thực ra thì luôn có công phương pháp Thực ra thì luôn có công thức Nhưng mà công thức phù hợp với người này chưa chắc phù hợp với người khác Cho nên bây giờ anh có nói một trăm công thức ra đây Mọi người nghe cũng ủ tai thôi mà Thế thử hai công thức thôi được không? Hai công thức á? Hai công thức mà anh cho là hữu hiệu nhất thì đương nhiên là sẽ có cả trăm công thức thành công Nhưng mà có hai cái gọi là phổ biến, dễ được áp dụng và dễ thành công à, Ví dụ như nói ra sự thật thú vị Có rất là nhiều sự thật thú vị Và cái sự thật thú vị với người này thì có thể chưa phải sự thật thú vị với người kia à, Em thích làm thơ hai dòng không? Em không, em chắc là cũng không phải là bên văn thơ nhé. Thực ra làm thơ hai dòng là một cái biện pháp mà vừa nhẹ nhàng và vừa tinh tế trong việc thả thính và rõ ràng là nếu như mà ai cũng thích làm thơ hai dòng thì ở nơi nào có những nhà thơ hai dòng hay ở nơi đấy các cô sẽ chăm chỉ vào xem có thể cô xem cái quần cô xem cái áo cô xem cái đồ trang điểm cô xem cái chân cài tóc nhưng mà có khi cô toàn vào để cô cóp thơ hai dòng thôi như vậy có phải là em đang khiến người ta bất ngờ mỗi ngày bằng những câu thả thính mỗi ngày và bằng những câu thơ hai dòng mà cũng rất là hài hước Anh thấy cái đấy rất là hay, rất là thú vị Và nó là một trong những cách để chia sẻ một cái sự thật thú vị trong cuộc sống Đó là có những fanpage người ta bán quần áo rất là đông khách Đơn giản là cô chủ làm thơ hai dòng hay thôi Và có rất là nhiều những người giống cô thu chủ Đấy là gì ạ? À? Cũng thích cái việc là làm thơ hai dòng để thả thính Nó funny, nó cũng vui, nó cũng tinh tế Mà nó cũng rất là nhẹ nhàng và khi họ tìm đến nhau Thì họ muốn trao giá trị với nhau Thế tình cờ chị nhìn thấy mày bán quần áo Chị mua ủng hộ 10 bộ Tình cờ chị cũng có tiền Mà chị thấy mày làm thơ hay Chị thấy mày xinh Chị mặc về mà ưng Chị không hỏi lôi cả công ty chị Và mua hàng như mày thì thôi Với Real anh có thể chia sẻ về thuật toàn Với Real làm sao để dễ lên xu hướng Làm sao để dễ viral Mình cần quan tâm là Một làm sao để người ta kích vào trong bài mình bởi vì nó khác với là TikTok Cái là TikTok là vuốt Thì hiện tại là riu vẫn đang phân phối ở bảng tin này Vẫn đang phân phối ở group này Vẫn đang phân phối ở Facebook Watch này Và những cái vị trí này là phải kích vào Thì nó mới nó mới có nhạc Nó mới có hình chạy Và nó mới hiện thị full màn hình Chứ còn không nó chỉ hiển thị là kích cỡ 4 trên 5 thôi Mà 4 trên 5 là bị vỡ Đó Rất là xấu Đấy thì đấy là điều đầu tiên mình cần quan tâm Cái điều số 2 mình cần quan tâm nữa Đấy là làm thế nào để cái tỷ lệ người xem hết video càng nhiều càng tốt bây giờ cái sự kiên nhẫn mọi người xem hết một video không hề dễ nhé không hề dễ mà có khi người ta chỉ xem 3 giây 4 giây là người ta lướt rồi có khi người ta chỉ dành cho mình một giây thôi và dù nội dung hay đến mấy nhé, luôn có một cái phần mà chúng ta sẽ khiến người ta thấy rằng là à tao biết rồi khổ lắm nói mãi chúng ta thường mải mê trao giá trị mà quên rằng bây giờ ai cũng là người thông minh cho nên khi người ta chỉ cần nói một nội dung mà người ta nghĩ rằng người ta đã biết thì người ta thoát luôn. Thì đoạn sau em nỗ lực đến thế nào cũng là bằng không. Trên cần phải thường xuyên gây bất ngờ. Thường có cái đi. tần suất giống TikTok không? Ví dụ như mình phải đăng thường xuyên như kiểu 3 đến 5 video một tuần. Dĩ nhiên. Với nền tảng uh, Meta thì có một cái điều rất là rõ ràng đó là giai đoạn máy học sẽ chạy trong vòng 7 ngày. Ừ. Chính vì vậy cho nên là bạn cần phải làm một cái tần suất rõ ràng đều đặn để cho giai đoạn máy học người ta càng khôn thì bạn nói cái gì họ sẽ tìm cho bạn một cái người phù hợp với cái nội dung đấy thì rõ ràng họ càng khôn khi mà họ máy học càng càng tốt thế thì hãy làm đều đặn và thường xuyên trong cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta làm riu dù rằng là bạn thời gian đầu làm nó chưa có hiệu quả ngay mà bạn kiên trì là được chúng ta cần phải theo cái chủ đề cụ thể để cho ai nền tảng nó quét được để nó đề xuất đến những người tương tự. Một khi một người người ta hay tương tác với một chủ đề là là dạy nấu ăn nhé, thì tất cả những cái video mà nền tảng đánh giá là phù hợp với người ta nhất, mà hay nhất về dạy nấu ăn thì sẽ đề xuất. Như vậy, bây giờ em làm dạy nấu ăn, nhưng mà chỉ cần cái kênh của em không khiến cho AI nền tảng nó quét, nó nhận diện ra là em đang dạy nấu ăn, hoặc là em đang nấu ăn thì nó trở nên vô nghĩa. Đúng không nào? Vâng đấy đơn giản vậy thôi với real facebook thì những người làm quảng cáo người chạy quảng cáo ấy, với anh thì nên lưu ý những điều gì làm sao để chạy quảng cáo với real facebook hiệu quả với uh, chạy quảng cáo real facebook hiệu quả anh em ạ thì anh em xem như này đấy là bây giờ mọi người coi uh, bây giờ mà tất cả mọi người đều làm truyền thông cho nên việc anh em mình chạy quảng cáo mà để nó có đơn luôn ấy thì chắc bây giờ nó cũng khó Trừ những anh em nào chạy quảng cáo Mang tâm lý chạy quảng cáo chỉ mất tiền điện Thì chắc tập trung luôn vào chiến dịch bán hàng anh em ạ Đỡ mất thời gian Còn bây giờ anh em mình muốn gia tăng chuyển đổi Thì anh em mình cần phải làm sao để cho nó Gia tăng được cái lượt yêu quý Cái niềm tin Và cái tình yêu thương của Của, của khán giả, khách hàng đã anh em ạ Thì khi mà anh em làm review anh em chạy Thì anh em cứ thử Thử từ ngân sách nhỏ nhất Ví dụ như là lên một nội dung video reel thì mình chạy ngân sách nhỏ nhất là 25.000 trong 7 ngày. Đấy. Và nếu như mà anh em mình thấy cái nội dung đấy mà nó có chớm có đơn, nó có tin nhắn thì anh em mình tăng ngân sách lên sau. Nhưng anh em cứ thử trích một phần ngân sách ra để hôm nào cũng lên một nội dung video reel và hôm nào các bạn cũng chạy 25.000 đồng cho một cái video đó thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ chỉ mỗi ngày mất thêm 5-10 phút thôi nhưng mà tự chung lại các bạn sẽ nhìn thấy rằng là toàn bộ hệ thống fanpage của các bạn từ giá CPM, từ giá CTR cho đến giá CPC cho đến CPA chi phí trên một kết quả nó đều rất là rẻ và nó rẻ đi chung thấy hơn. Nó rẻ hơn vì sao? Nó rẻ hơn vì nền tảng biết cách phân phối hơn và nó rẻ hơn vì người dùng gia tăng ngưỡng chấp nhận về cái fanpage bạn hơn. Trước đây thì chúng ta luôn luôn mâu thuẫn trong cái việc là sản phẩm tốt, content ngon. Đúng thì ạ? Thì sẽ ra đơn. Thì sẽ ra đơn. Thường chúng ta quên mất một cái điều là cảm nhận của người dùng về cái nội dung đấy. Và cảm nhận bản thân nó là hành trình không thể làm khoảnh khắc được. Chúng ta đã khiến cho người ta yêu mình từ cái nhìn đầu tiên từ quá lâu rồi. Và nếu như ai cũng làm như thế thì tình một đêm nó chỉ giới hạn thôi anh em ạ. Bây giờ cần phải quá trình tìm hiểu một thời gian dài. Và ai có thể là chiến thắng trong cuộc chiến trong tâm trí của, của khán giả thì mình tin rằng như anh em đấy chạy quảng cáo sẽ rất là rẻ vậy nên là hãy làm những cái nội dung để mang lại niềm tin mang lại sự tin yêu từ khách hàng từ người xem với thương hiệu của mình đã đúng không luôn luôn có một cái cách mà chỉ có bạn tìm ra và người khác không tìm ra vì họ không chạy đúng ngành hàng với bạn bởi vì cái tệp trên fanpage của bạn sẽ khác tệp trên fanpage của họ cho nên luôn luôn có một cái phương án mà anh em sẽ test a trên b để cứ làm theo cách này thì chỉ có anh em làm được người khác không làm được thì nó sẽ biến thành cái bí mật nghề nghiệp của bạn và đã là nhà quảng cáo hầu như không ông nào phục ông nào vì tao có một cái phương pháp chạy mà chỉ tao chạy rẻ mày không thể nào chạy rẻ phương pháp đấy được luôn luôn có là như thế với người làm kinh doanh những nhà bán hàng thì sao ạ họ nên làm gì với người làm kinh doanh với nhà bán hàng chúng ta nên tìm cách để làm sao để cái rào cản của chúng ta với cả cái khán giả với cả khách hàng của bạn nó càng nhỏ càng tốt Có khi bạn đang tạo rào cản ra cho khách hàng đến với bạn Mà bạn không nhận ra Đơn giản thôi Bạn đang tạo rào cản cho chính mình Thì hãy làm những nội dung giúp người dùng vượt qua nội sợ Và chính bạn vượt qua nội sợ Anh có nhìn thấy trước mắt mình có những cái điều mà những nhà bán hàng, người làm kinh doanh Người ta vẫn đang làm nội dung Ở trên fanpage, trên nền tảng facebook nhau. Anh thấy rất là sai, anh thấy vẫn chưa hiệu quả rất muốn gửi gắm để họ có thể thay đổi khắc phục không không em không ạ bởi vì nếu mà họ làm không hiệu quả thì giá trị sự sẽ tồn tại của anh mới ý nghĩa <laughs> còn nếu như mà họ ai cũng làm hiệu quả thì thực ra lúc này thì anh có cũng được không có cũng được trong quá trình anh nghiên cứu và anh cố gắng tìm ra được một cái học thuật của riêng mình anh cố gắng tìm ra một cái phương pháp của riêng mình để gọi tên nó ra để hướng dẫn cho những cái đồng nghiệp của anh và hướng dẫn cho những cái đối tác trả tiền cho anh tư vấn thì anh thấy rằng là cái hành trình về biết thích tin yêu đấy nó vẫn còn cái câu chuyện của niềm tin và chúng ta khó để thể đảm bảo là xứng đáng 100% với niềm tin người khác thì chỉ cần là em có 100 khách hàng mà em chỉ cần đáp ứng xứng đáng niềm tin được 95% khách hàng thôi là 5% còn lại nó sẽ khiến em có một cái khủng hoảng truyền thông và là hệ thống em bị sập và em không thể nào kinh doanh bền vững được Ví dụ như bây giờ em có 1.000 đơn hàng là 50 người ghét em rồi. Bây giờ em bán được một vạn đơn là 500 người ghét em rồi. Mà em bán bao nhiêu năm? Bây giờ em cần bán cho 100.000 người thôi. Là em sẽ có 5.000 người ghét em. Tình cờ 5.000 người đấy lại chơi với nhau trong một group. Em tưởng tượng điều gì xảy ra tiếp theo? Em tưởng tượng điều gì xảy ra tiếp theo? Chúng ta không dám nghĩ. Đúng không nào? Chúng ta không dám nghĩ. Cho nên anh gọi cái hành trình khi mà chúng ta làm real đó, Làm quảng cáo sáng tạo đó, là tạo nhu cầu thông qua khám phá thì đấy là một cái hành trình để mở ngưỡng chấp nhận giữa chúng ta với nhau thì nó sẽ bắt đầu từ sự ghi nhận sau đó là đến sự đồng cảm sau đó là đến sự thưởng thức lẫn nhau và ca ngợi nhau và cuối cùng là biết ơn nhau thì khi mà cái hành trình về cảm xúc này bắt đầu thì kể cả anh không tin em anh vẫn mua bởi vì em xứng đáng hơn niềm tin đấy nếu có một ai đó nói rằng là đừng có tin nó, cái áo nó mua tệ lắm. Tao thấy nó xứng đáng hơn cái niềm tin đấy, tao vẫn mua. Có thể tao không tin là cái áo ấy đẹp đâu, nhưng mà tao vẫn mua. Nó xứng đáng hơn cái niềm niềm tin đấy. Thì anh cho rằng là cái hành trình này là cái hành trình mà nó sẽ thay vì việc chúng ta cứ phải cố gắng làm sao để tin 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 tin. Thì nếu như mà chúng ta nếu như mà sản phẩm của của bạn mà phù hợp nhé. Dĩ nhiên không phải tất cả người phù hợp đâu nếu như sản phẩm bạn phù hợp bạn thử khởi động cái hành trình khách hàng này xem bạn sẽ thấy rằng là mọi người sẽ đối xử với bạn rất là nhẹ nhàng đúng không cuộc sống bạn nó dễ dàng hơn mọi người tương tác với bạn cũng dễ chịu hơn và tỷ lệ chuyển đổi bạn cao hơn doanh thu bạn tốt hơn và bạn bán hàng thì bạn cũng giúp ích cho nhiều người hơn bạn hãy nghĩ luôn 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 có một cái phương pháp nào đấy để cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta có thể trao cho khách hàng một cái bài học và cung cấp cho họ một cái phương pháp để họ luôn luôn có thể sử dụng sản phẩm chúng ta để khiến cuộc sống họ tốt đẹp hơn thường là chúng ta chỉ là gì làm chúng ta làm chưa có tới bây giờ anh bán em cái son anh gửi cho em 10 bài học về nấu ăn dùng cái son đó nào em vui không rất là vui vượt điều đó có vượt kỳ vọng của em không Quá vượt kỳ vọng. rất là vượt kỳ vọng em có bất ngờ không rất là bất ngờ và khi em mở ra em nhìn thấy điều đấy mà em nấu theo cái công thức đấy mà khiến người yêu em chồng em ghi nhận em có hạnh phúc không em có hạnh phúc và món quà gì em mua một cái nồi và hạnh phúc là được tặng kèm đúng không nào ở đây có chuyện là chúng ta thường xuyên làm mà làm không có tới chúng ta thường xuyên nghĩ là khuyến mãi nhưng mà mục đích của việc khuyến mãi lại là để up sale hay việc là mục đích việc khuyến mãi là để khách hàng ghi nhận thì có rất là nhiều phương pháp và bây giờ em vẫn là cái nồi đấy em bán nồi đấy nhưng mà em dùng cái nồi đấy để em hướng dẫn nấu ăn chẳng hạn và những cái món ăn mà em tìm tòi nghiên cứu đấy là cái hành trình em đi hoàn thiện bản thân đấy cũng là hành trình em vượt qua nỗi sợ khi mà em đối diện với cả bếp đúng không nào có sợ nó ăn không cô gái không đấy ví dụ như vậy như vậy anh thấy rằng là cái việc làm chúng ta bán hàng nó vẫn là bán hàng nói thẳng nó là cái phương pháp để cho khách hàng sẵn sàng thua trong cái cuộc chơi này để chúng ta được thắng quan trọng là cách làm thôi đúng không đúng rồi bởi vì họ sẽ thắng một cái cuộc chơi lớn hơn đúng không nào họ sẵn sàng thua với mình để mình có, có lợi nhuận thì mình cung cấp cho họ thêm cái gì ngoài cái giá trị thực tế ở sản phẩm mình cung cấp cho họ thêm được cái gì mình cung cấp thêm được càng nhiều thì mình càng xứng đáng để họ follow và họ sẽ gọi rất là nhiều người vào ủng hộ đúng không ạ đó là giá trị cộng thêm đúng không đúng mà khách hàng được hưởng một lời cuối cùng cho những khách hàng mà anh đang uh, anh đang cùng họ phát triển những nhà bán hàng những người làm kinh doanh anh em ơi giữ được người dùng thì anh em còn nghề. Chứ bây giờ chúng ta muốn định canh định cư hay là du canh du cư? Nếu như mà chúng ta muốn định canh định cư ấy thì chúng ta cần tư duy kiến tạo, tư duy xây dựng, tư duy cộng hưởng giá trị. Tư duy là cùng nhau vươn lên, có nghĩa là chúng ta thể collab với nhau, hỗ trợ nhau. Thay vì việc là chúng ta có tư duy săn bắn, lúc nào trong mắt chúng ta mọi người cũng là con mồi khách hàng là con mồi đối tác là con mồi đối thủ cũng là con mồi và với cái tư duy này thì nó là cái tư duy nó khá là hữu hạn bởi vì dù bạn tăng ngân sách lên bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ gia tăng số lần hiển thị nó không thể nào gia tăng được số người tiếp cận và nó không thể nào gia tăng được trải nghiệm và thay vì việc là bạn cứ uh, có cái tư duy của một cái người mà muốn đi săn bắn tất cả mọi người như vậy nó sẽ khiến cho kết quả chúng ta hữu hạn và dần dần người dùng sẽ muốn rời khỏi nền tảng. Thì các bạn thử thử thêm một cái góc nhìn nữa đó là tư duy kiến tạo. Chúng ta sẽ cùng nhau là tạo ra những cái nội dung chứa giá trị. Chúng ta tạo ra những cái nội dung dành riêng cho riêng và chúng ta sẽ cùng nhau là tạo nhu cầu thông qua khám phá. Bạn hoàn toàn có thể tăng doanh thu lên đến vô hạn khi mà bạn có thể tạo ra những trải nghiệm cho người dùng hữu ích lên đến vô hạn. Và với cái cơ chế đề xuất nền tảng khi mà chúng ta quảng cáo những cái nội dung mà có những cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy có nhiều lượt chia sẻ gây bất ngờ đúng không có tính tương tác cao với một cách thể hiện cầu thị thì mình cho rằng là anh em thử mấy góc nhìn là chúng ta bán hàng là chúng ta vẽ ra một bức tranh và để cho khách hàng của chúng ta có thể là nhận được bức tranh đó còn sản phẩm dịch vụ anh em mình bán thì nó chỉ là hiện tại thôi anh em thử góc nhìn đấy xem sao và nếu em để ý thì trong cả buổi nãy giờ chúng ta nói chuyện thì anh đã vứt bỏ từ nhưng từ tuy nhiên và từ không Nghĩa thay vì việc là chúng ta đang cố gắng là từ chối nhau thì chúng ta đang tạo rào cản với nhau thì có rất là nhiều phương pháp rất là nhiều cách để chúng ta có thể đón nhận nhau và cùng nhau cộng hưởng giá trị thay vì việc là chúng ta phủ định nhau công kích nhau có rất là nhiều phương pháp để chúng ta vẫn thể quảng cáo vẫn thể bán hàng vẫn thể đảm bảo điều đó không cần phải xoáy vào nỗi đau người khác anh em ạ. Chỉ cần thấu hiểu nỗi đau người khác thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm những nội dung giúp người dùng vượt qua nỗi sợ và họ vẫn vui vẻ với cuộc sống của họ và họ vẫn mua hàng. Hạn chế mâu thuẫn bằng cách là nhất quán. Thank you anh em. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh kỷ về những chia sẻ giá trị ngày hôm nay. Chúc cho anh và Ba Độ cũng như là DC sẽ phát triển hơn nữa. Thank you. Và chúng ta cảm xong rồi. Dạ. Em cảm ơn anh ạ.